Kính chào cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2024 nha. Nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân lên một clip giao lưu với cô chú anh chị nha. Những cây tre đã cây đã thuần và thành phẩm nha cô chú anh chị. Đó. Cây này thì nó đắt lượng nha. Thân nó đắt lượng. Cây này cũng nuôi khá lâu rồi nha cô chú anh chị. Tàn nó mịn hết rồi, về chỉ còn chơi thôi, cắt tỉa chơi thôi. Tàn rất là đẹp nha. Ở thân củ đế nó dưới đây nè. Thân nó cũng lạ nha, quái lạ nha cô chú anh chị. Đó, lắc lượng ra nha. Đó, quay cái khúc thân lắc lượng cho cô chú anh chị xem. Phía bên này đó, nó vòng qua, nó co cái hình như vậy nha cô chú anh chị. Đó, cây nó chiều cao, cây này chiều cao mà luôn chậu là 1m2 á cô chú anh chị, còn mà tới cốt của nó thôi là 1m. Bên cây này em đóng thùng đóng gói là căng nha. Gần đo cái tán dài của nó coi con. Tán dài của cây là tầm 1 mét luôn đó ba. À, tán dài của cây là tầm phải 1 mét. Nếu anh đóng thùng thì em sẽ cho hơi gói gọn lại tí nha cô chú anh chị, mà không ảnh hưởng cây. Trời. Cái con chó. Của cây là tầm 70. Tán ngang của cây là tầm 70 nha cô chú anh chị. Ở cây em đứng xa cỡ này là 5 mét á, 5 mét em mới quay hết được cái cây rồi nè cô chú anh chị. Con quay vòng thôi. Nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân bên em là có địa chỉ 1047/3C, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Có số điện thoại giao lưu với cô chú anh chị là 0902781725 nha. Cô chú anh chị nào chốt cây á thì kết bạn qua giao lưu nha cô chú anh chị. Nhà vườn bên em là gần cầu Bình Phước nha, nằm trên đường 03 của phường An Phú Đông. Cây này là cây số 1 nha cô chú anh chị. Giao lưu với cô chú anh chị là cây số 1 này là 2,5 triệu nha, bao ship. Cô chú anh chị nào ở trong thành á, em sẽ giảm được chút ít nha. Cây này khá là đẹp nha, con quay vòng nữa coi nó, nếu mà cái hình ở dưới nó ná giống như cái đầu con rồng vậy đó. Nó cong lắc lượng như đầu một con rồng vậy. Đi hình lắc chữ C đẹp lắm cô chú anh chị. 2,5 triệu à cô chú anh chị. Cây này tiền bút xếp chắc cũng hơi khá tiền đó. Em đóng cho gọn cây lại, không ảnh hưởng cây cho cô chú anh chị thôi nha. Ở cây này em cũng thay cái chậu mũ nha cô chú anh chị. Nằm trong cái chậu mũ nha. 2,5 triệu. Nó nằm trong cái chậu mũ. Nó có hai cái chân ra phía ngoài đầu rồi này kia, hãy nhìn hình dạng nó cũng khá bắt mắt nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây số 1 lên cây số 2 nha, 2,5 triệu cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là cây số 2 nè cô chú anh chị. Cây này cây tre gai nha, con quay một vòng này. Cái tán nó là còn tơ lắm nha cô chú anh chị, mịn hết rồi nha. Nó cây rất là khỏe nha. Em làm cái tán cây này là tán bằng cà nha. Khi em đóng thùng cho cô chú anh chị là em sẽ kéo gọn vô nha, để đóng thùng nha cô chú anh chị. Đó, kéo có thể gọn hơn tí, em dùng dây sao em kéo không ảnh hưởng cây cho cô chú anh chị nha. Nếu mà đóng thùng mà để y vậy thì em đóng chắc cái thùng rồi tiền thùng nó bằng tiền bán cây rồi cô chú anh chị. Rồi con đo thông số của cây. Đó. Không, con đo cái cốt cây đi. Mình đế của cây là được 22. Cây của cốt cây là được 26. Chiều cao tổng thể nha. Chiều cao tổng thể luôn chậu mà. Dưới mặt chậu thôi. Chiều cao tổng thể của cây là được 58. Cái tán dài. Tán dài của cây là được 1 mét. Đó, cái cây này là làm tán bằng cà đẹp nha cô chú anh chị. Con quay vòng đi. Cái chậu cũng nhỏ thôi nha cô chú anh chị. Cái chậu nhỏ thôi. Em vô phó cái chậu nhỏ thôi. Con đo cái thân cây coi được bao lớn. Thân cây là được 7. Nó lắc lượng như thế cô chú anh chị. Em thấy cây này nó cũng khá là duyên.
khá là duyên nên em mới đầu tư cái chậu nha cô chú anh chị. À, cái chậu này nhỏ xíu thôi nhưng mà chậu rất là xịn nha, chậu rất là xịn nha cô chú anh chị, chậu nhỏ xíu thôi, đầu tư cái chậu cũng cũng hết mấy ký gạo. À, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 800 nha, 800 bao ship, 800k bao ship nha cô chú anh chị. Cây này là chơi là ok nha cô chú anh chị, dễ chơi rồi nha. Chung ra là cái chậu em, đứa em nó bán cho em là 70.000 nha, chậu mới luôn á, 70.000. Nếu mà người anh là chắc bán 100.000, đứa em nên bán 70 á. Rồi 800k nha cô chú anh chị, bao ship. Rồi em xuống cây số 2 nha, lên cây số 3 của ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cây số 3 nè cô chú anh chị, cũng là cây tre này, tre gai nha. Đó, tàn nó mịn hết rồi mà em chưa cắt tỉa lần nào nha cô chú anh chị. Đó, đây cái củ của nó nhỏ thôi nha, củ của nó rất là lạ nè, nó ra cái mầm nhỏ xíu thôi, cái mầm nhỏ thôi, nhỏ hơn cây đũa ăn nha cô chú anh chị. Mà em nuôi ba mầm, ba cái mầm xong với nhau đó, đây một mầm nè, rồi bên đó một mầm, rồi chính giữa đây là mầm chính nè cô chú anh chị, anh ba cái mầm đi một chiều với nhau đó. Đó, cây nó như thế, tàn nó xanh mà cô chú anh chị, lá mịn lắm. Cây này mà về mà mình thay cái chậu men vô nữa nha, để bàn là vip luôn nha. Em chỉ mua được cái chậu mũ chỉ có 12.000 một cái đó, em ráng em mua cái chậu mũ em vô cho nó được được nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị về mình muốn ấy ra đó, mình thay lại cái chậu đẹp. Cây này đã thần lâu lắm rồi nó mới ra được như vậy nha cô chú anh chị, ra một bộ tàn rất là đẹp nha. Đó, rồi con đo thông số của cây. Chiều cao của cốt cây là được 55. À, chiều cao tổng của cây là được 55. Cái hoành thân của cây là được 14. Chiều cao của cốt cây là được 10. Tán dài của cây, tán dài của cây là được 105 cm. Là gần 1m1 quá cô chú anh chị. Và những cái cây tán bằng trà này em đóng thùng thì chắc có lẽ là em phải gói gọn lại nha, nó không bị gãy tàn gãy nhánh cho cô chú anh chị thôi nha, chứ em phải đóng gói gọn lại. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị cũng 800 nha, 800 bao ship. Cây này cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị. Chung ra là những cây này quay trong clip mà nhìn nó không có được mịn màng lắm, mà ở ngoài ai cũng khen những cây này là đẹp hết nha, ngoài nhìn lá đồ đó cô chú anh chị mịn lắm, khá là đẹp. Rồi con bê lên một bên coi, bê lên để bên tay con coi. Trời hôm nay giờ này chỉ mưa rồi, hơi tối tối tí nên cũng không được rõ lắm đó. 800 nha cô chú anh chị, cây tán bằng trà nhìn cũng rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Xem kỹ cái đường này nè nha, đó nó hai cây nằm hai bên hông và một cây chính giữa đều trải ra tán bằng trà hết nha. Cây chính giữa dài hơn nha cô chú anh chị, hai cây hai bên hông na ná bằng nhau luôn nha. Em làm cái ba cái nhánh tán bằng trà ra đặng cho nó chi đều cái cây cho nó mịn á, nhìn cũng khá là đẹp nha. Rồi 800, cô chú anh chị nào ưng ý liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Rồi em xuống cây số 3 lên cây số 4 của ngày hôm nay. Tiếp tục cây số 4 này cô chú anh chị, cây này cũng cây em chưa có tháo cái kẽm ra nha, em còn dặn cái kẽm đi cái thế hơi lạ lạ nha cô chú anh chị. Cây này cũng cây tre gai, một cái củ rất khá là đẹp nha. Đó, nó có cái hình củ vậy, mình về mình thay cái chậu nhỏ vô nữa là đẹp lắm. Chung ra đó, cây nó mới vừa phát triển á cô chú anh chị, rất là mịn nha, nhỏ thôi rất là đẹp. Cái cây này so với ngón tay em nó nhỏ xíu thôi nha, nó nhỏ xíu thôi nhưng mà lên tàn rất là mịn. Em còn chịu kẽm nha, chịu kẽm chịu dây. Cây này về mình tháo kẽm ra được rồi nha cô chú anh chị, tháo kẽm ra được rồi. Tại vì em làm ở vườn á, mình để đó đặng cho nó ấy, rồi mình có bút xếp cho cô chú anh chị nó cũng dễ nha. Đó, con đo chiều cao của cây dưới tán ngang được rồi. Chiều cao của cây là được
ra tổng cây là được 50. Cây này cũng khá là tán đẹp nha cô chú anh chị. Cây là được 58. À, rồi con đo cái bộ cũ coi. Bộ cũ nhỏ thôi nhưng mà xinh lắm nha. Quần đế của bộ cũ là được 20. Nó có một con nhộng đây nữa nè. Mấy con nhộng mấy mà nó, mấy cái này mấy mốt nó nhảy mầm lên ngay cô chú anh chị, nhảy mầm lên. Nó ra mầm nhỏ nhỏ đây ha. Rất là xinh, rất là dễ thương. Rồi con bê lên tay coi. Rồi cây này là 600 nha cô chú anh chị. 600k bao ship nha. Để tạo một cây như thế này, nó lắc lượng như thế này nè cô chú anh chị. Cũng khá là duyên nha. Khá là duyên. Chung ra là trong Nam này mình trồng tre đó. Thì nó cũng cái xác suất của nó chắc không bằng mấy anh em miền ngoài quá, nhưng mà mình trồng là phải lên thành tương đối là phải thần nha, phải thần, phải ok cây hết rồi mình mới giao lưu với cô chú anh chị nha, chứ bán những cây mà không thần không ok thì mình không dám bán nha. Rồi em xuống cây số 4 lên cây số 5 của ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là cây số 5 này cô chú anh chị. Cây này thân nó lắc lượng nha. Em cũng siết cái nhánh của nó đó cho nó quằn quèo xuống nè cô chú anh chị. Siết mà nó cúp xuống nè. Nó cúp xuống nha. Cúp xuống. Em muốn làm đây cũng vậy nè cô chú anh chị. Cúp hẳn xuống luôn nha. Nó đi cái đường hẳn xuống luôn nha. Cây này nó có cái thế na ná như dáng danh nhân vậy đó cô chú anh chị. Đó. Ở trên đây nè. Trên đây thì cái đọt của nó nè cô chú anh chị. Đọt của nó nè. Nó cong như thế này luôn nha. Cong như thế này là do em làm nha cô chú anh chị. Đó, rồi nó bị phiết trong đây tí xíu nha. Nó có cái lỗi là phiết ở trong đây tại vì nó cong quá đó. Nó cong quá nó bị phiết trong đây tí xíu nha. Khi nó cong ép quá nó bị tức cái cây vậy thôi. Lý do mà uống cong được như vậy là khi cái cây lên mầm á, em lấy cái chai nước suối á cô chú anh chị, em trùm lại nha. Nên là nó cuốn lại trong chai nước suối á. Em làm sao chia sẻ với cô chú anh chị như vậy nha. Nó cong như thế này đây. Đó, rồi mấy cái này nè. Nó đang gập xuống hết nha cô chú anh chị. Cây số 5. Rồi con đo thông số. Đo ngay cốt cây xuống trước đi. Chiều cao tổng từ vị trí cốt cây là được 66. Chiều cao tổng của cây là được 87. Cái cây này em đóng thùng lên là nó cả mét hơn rồi cô chú anh chị. Rồi con đo cái thân cây coi. Thân của cây tại vị trí này là được 16. Rồi, con quay một vòng. Con bé của mình á, nó bán hàng online đồ quần áo cho shop cô chú anh chị. Mà hôm trước nó làm với em ghi có quen rồi, giờ nó cứ nhớ là ba cái hàng quần áo không à, nên đôi lúc là hôm nay làm nó không có được chuẩn lắm, đo cây hay gì nó không có được chính xác nữa. Bán ba cái quần áo ở shop á, làm mẫu shop với bán quần áo ở shop, nên thành ra là giờ làm cây với em nó hơi lựng khựng, nó không có như ngày trước nữa, phải nhắc. Ở cây này cây số 5 nha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000 nha. 1.600.000 bao ship. Nói chung ra là bao ship chắc em phải mấy cái nhánh trên đây nè cô chú anh chị, để như vậy cũng không mấy đâu. Em phải cắt bớt đi nha. Rồi em gói gọn lại nha. Cắt những cái nhánh này bớt đi. Nó để ra cũng không xài được đâu. Nó lên nó vượt quá và nó nhiều nhánh lắm. 1.600.000 bao ship. Cô chú anh chị nào ưng ý liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Đó. Cây này là cây số 5 phải không con? Dạ, cây số 5. Rồi xuống cây số 5 nha, lên cây số 6 của ngày hôm nay.
Rồi tiếp tục là cây số 6 nè cô chú anh chị. Một cây này cây tre ngà nha, cái đeo của tre ngà. Đó. Cây cũng rất là độc lạ. Cái đeo nè cô chú anh chị nhìn cái đường chiền của cái cây á. Lắc léo lắm nha. Đó. Cây này của đứa em. Nó cũng không có tắm rửa gì, nhìn cây nó hơi đen khui, không có được ok lắm nha. Cô chú anh chị mình mà chốt được á, sở hữu về mình gọt lại, mình tắm rửa cái cây nó vàng lại nó mới đẹp nha cô chú anh chị. Cây thì tược đồ này kia mầm đồ rất là khỏe nha. Có điều là cây mà không tắm rửa ha, nhìn cây nó già khù. Nó không có mượt mịn cái cây. Mà em thì không có thời gian. Rồi con đo thông số của cây đi. Đo quỳnh đế. Cây là được 35. Chiều cao. Cao cốt cây rồi. Chiều cao của cốt cây là được 30. Cao tổng của cây là được 49. Tán ngang, tán dài của cây tầm 45. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu bao ship. Cây khá là lạ nha cô chú anh chị. Nhìn cái đường nét cây á, nó lắc lư. Rất là độc đáo. 1,5 triệu bao ship. Cây số 7. Cô chú anh chị nào ưng ý liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Cây này để em kiểm lại nha. 5. À, cây số 6 cô chú anh chị. Cây này cây số 6. Rồi. Cây số 6 1,5 triệu nha. Bao ship. Rồi em xuống cây số 6 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục cây là cũng là cây tre ngà nè cô chú anh chị. Cây này cây số 7 nha. Cây rất là sung mịn nha. Cây này chưa cắt nước nào hết cho cô chú anh chị. Chưa có cắt. Cây rất là mịn nha. Nhỏ gọn. Đẹp. Cây rất là khỏe. Nhìn tàn nó đơn giản mà nó lung linh lắm cô chú anh chị. Rồi con đo thông số của cây đi. Quỳnh đế của cây là được 35. Chiều cao của cái cốt. Chiều cao của cốt cây là được 15. Chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng của cây là được 48. Tán dài của cây là được 65. Tán ngang của cây là tầm 45. Tán dài tán ngang cũng tầm 40-50 á cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 600 nha. 600 bao ship. Cô chú anh chị nào ưng ý liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Cây số 7 nha. Em xuống cây số 7 nha. Lên cây số 8 của ngày hôm nay. Rồi cây này là cây số 8 nè cô chú anh chị. Một cái đeo tre nha. Nhỏ thôi. Để zin luôn nha cô chú anh chị. Không có cắt rễ gì hết. Nhìn cho nó cái triều tượng á, mình nhìn nó cũ kỹ. Và nếu mình có một cái chậu đẹp á, mình để vô nha. Để vô cái triều tượng của mình tưởng tượng như là một gốc tre thật là lớn nha cô chú anh chị. Đó, cái cây này thì mới cắt mầm trở lại đó, cắt cái đọt trở lại. Để nó vượt lên cao quá đó, nên cắt trở lại. Đó, nên nó có cái bộ cũ vậy. Trồng trong cái tô xí được ngoài đường. Tô bằng mica luôn. Rồi con đo thông số. Cái củ này khá là đẹp á nha cô chú anh chị. Quỳnh đế rễ của cây là được 36. Chiều cao của cốt cây là được 15. Chiều cao tổng của cây là được cỡ 60. Tán ngang chắc được chừng 30 rồi cô chú anh chị. Khoảng 30. Khoảng 40. Cây này cũng giao lưu với cô chú anh chị là 600 bao ship nha. Tuy là cây này nó nhỏ nhưng mà có vỏ nha cô chú anh chị. Hình của nó rất là đẹp nha. Rất là ok, cây này khá là đẹp. Giờ kiếm những cây nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này là khó lắm. Nhỏ mà những cái con nhộng á. Con nhộng nó xù xì nha cô chú anh chị. Rồi nó dài nhìn nó đơn giản lắm, nó
nhìn nó cầu kỳ ấy lắm nha cô chú anh chị. Thân đế nó trải xuống nhìn tuyệt vời. Rồi 600. Cây số 8. Rồi em xuống cây số 8 lên cây số 9 nha. Rồi cây này cây số 9 nè cô chú anh chị. Một cây trai xanh nha. Đó, con quay vòng à. Hình cây nó như thế này nha. Cây cũng đã có cắt qua một nước rồi nè cô chú anh chị. Rồi con đo thông số của cây. Hoành đế, rễ. Hoành đế rễ của cây là được 65. Chiều cao gốc cây. Chiều cao của gốc cây là được 30. Chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể của cây là được 66. Tán ngang tán dài của cây tầm được 40. Đó. Nằm trong cái chậu này dễ lấy ra lấy vô nha cô chú anh chị. Cái chậu này như cái bát ăn cơm vậy đó. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000 bao ship nha. 1.700.000 bao ship. Cây nó có những cái hình cũng khá là độc nha, khá là đẹp. Chung ra tại đứa em nó làm đó. Rồi nó cũng không có cạo ấy rồi ra chứ là cạo ra cái nó ra xanh gì hết nè cô chú anh chị. Những cái đường này nè, mình cạo móc cái này nó ra xanh hết nha. Rất là đẹp nha, chịu khó cầu kỳ. Nếu mình có 1-2 cây thì mình làm cho nó đẹp nha cô chú anh chị. Đó, 1.700.000 bao ship. Cây số 9. Rồi em xuống cây số 9 nha, lên cây số 10 của ngày hôm nay nha. Rồi tiếp tục là cây số 10 nè cô chú anh chị. Cái tre này cũng cây tre xanh nha. Đây, hình thế khá là hay. Cây nó trải nha cô chú anh chị, trải cái thân để đưa lên trên cao. Cây này cũng không có tắm rửa nè, nhìn coi nè. Nó cạo, người ta cạo ra mấy cái này là xanh hết, lấy bàn chải đánh cái đò ra xanh hết nha cô chú anh chị. Này nó ná giống như một con thú quay quay cái đầu lại. Cây này cũng cắt tỉa mới vừa chớm lên lại nha cô chú anh chị. Mới vừa nhảy mầm lên lại đây. Nhảy mầm lên lại nè. Rồi con đo thông số của cây. Bao nhiêu? 50. 50 hoành đế rễ cây được 50. Chiều cao của gốc cây là được 25. Chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể của cây là được 57. Cái tán ngang tán tròn khoảng 50 nha cô chú anh chị. Cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 bao ship nha. Cây này 1.500.000 bao ship. Cây khá là đẹp. Không biết là bán 1.500.000 rồi về nó có đền em không đây không biết. Nhưng mà thôi em bán 1.500.000 à. Tại vì cây dọn cũng chưa chuẩn quên nữa. Đây này cô chú anh chị. Cái cây này nè cô chú anh chị về phải cắt cái chỗ này đi nha. Đây nè. Cái chỗ này nè. Nó bị khô nha. Bị bể đây nè. Khô. Cắt sơ qua cái nha, mình bỏ đi cho cây nó gọn. Em thì đứa em nó đem qua đó, để cho nó gọn, mình nhìn cái hình cây nó có cái thế trút dài xuống nha, rất là đẹp nha. Cắt cái chỗ này đi, dọn sơ rễ ra là cây này nó sẽ đẹp nha. Hình thế của cây này cũng khá là ok đó. Một triệu rưỡi bao ship của chú anh chị. Rồi em xuống cây số 10, lên cây số 11. Rồi tiếp tục là cây số 11 này cô chú anh chị. Cây này nè. Cắt ra mới vừa cắt nè, nó ra cho một nùi nha cô chú anh chị, một lùm luôn. Ở đây nó cũng nhảy mấy cái mầm mới lên nữa nè. Dưới thì có một cái mầm ở dưới đi lên luôn nha cô chú anh chị, cũng là một lùm nha. Đó. Cây cái hình thế nó vậy đó. Nó không có cái gì khác lạ và là cái là nó gọi như em gọi cái này là cái cây hai tầng á cô chú anh chị. Cái tầng ở dưới rồi nó móc lên tầng trên. Cây này gọi là những cái đeo đất thôi. Nằm dưới đất mà nó nằm dưới mép suối rồi cô chú anh chị, cái nó đưa ra ngoài á vì nước nó chảy á, xối đưa ra ngoài.
Rồi con đo thông số của cây đi. Rễ rễ của cây là được 60. Chiều cao của gốc cây. Chiều cao của gốc cây là được 26. Chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể của cây là được 45. Rồi. Con đo cái thân của cái cổ, thân cổ cây trong. Rồi. Quanh thân của cây là được 22. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 900 nha. 900 bao ship. 900k bao ship cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào ưng ý liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Kết bạn qua Zalo, rồi nếu mà xem mình ưng ý cây nào chụp hình gửi qua bên em nha. Để em biết, và bằng không nữa nói cái thứ tự của cái số cây nha cô chú anh chị. Để em biết là cây đó em có giao lưu chưa, còn hay không nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây số 11 nha, lên cây số 12 ngày hôm nay nha. À, cho bé nó ginh luôn. Ôi dạ. Nó nặng. Rồi cây số 12 đây. Lấy cái kéo mình xử cái nhánh dài này lên đi. Để cái nhánh dài này đó. Rồi, ok. Cây này có cái hình cũng hơi ngộ ngộ đúng nha cô chú anh chị. Nằm trong cái chậu mũ. Nằm trong cái chậu mũ. Cây cũng mới vừa cắt tỉa này cô chú anh chị, mới cắt tỉa sắp sửa bún mầm ra nha. Mầm nó đang ra tét lá ra nhiều lắm nha cô chú anh chị. Rồi con đo thông số của cây. Cây này cũng là tre xanh nha cô chú anh chị. Quanh đế rễ của cây là được 69. Chiều cao của cốt cây là được 20. Chiều cao tổng thể của cây là được 39. Cái tán ngang của cây chắc khoảng 50 nha cô chú anh chị. Ngang dài gì cũng khoảng 50. Ở cây này em giao lưu với cô chú anh chị cũng 1,5 triệu nha. 1,5 triệu bao ship. 1,5 triệu bao ship. Cây số 12. Cô chú anh chị nào ưng ý cây nào chụp hình gửi qua bên em và kết bạn qua số Zalo 0902781725 nha. Cây này cũng là cái cây cuối clip nha. Rồi em cũng quay cái máy sơ qua cho cô chú anh chị tham khảo thêm nha. Có những cây này em bán trong thành nè cô chú anh chị. Đó, cái tán cao như thế này nha. Đó con lại con đứng thôi, con lại con đứng là biết rồi. Đó, cái tán nó cao lắm. Và cái chiều dài của tán cũng cả 2 mét á. Cây này mình chơi, mình treo lồng chim đâu á cô chú anh chị là tuyệt vời nha. Đó. Đây cái bộ đế của cây thì khá là bự nha. Khá là bự, khá là khủng luôn đó. Bộ đế của cây nó nằm cái chậu này là chậu mũ 40 á cô chú anh chị, mà nó chặt cái chậu mũ, cái chiều cao của bộ đế này cũng khá là cao. Cô chú anh chị nào ở trong thành á, muốn chơi những cây to như thế này để mình tạo cái tác phẩm trong khu vườn của mình á, hay là cái sảnh của mình á, nhà mình có cái sảnh hàng tư rồi á cô chú anh chị, để mình trồng một cái cây tre trước nhìn cho độc lạ và đẹp nữa nha. Tre thì mình để trong nhà hay là ánh mát suốt ngày không sao nha cô chú anh chị, không ảnh hưởng, chỉ cần mình tưới nước đầy đủ là ok nha. Đó. Một cái em quay máy qua bên đây nha cô chú anh chị. Em cũng còn một số những cái tre to nè, lên những cái mầm cao ngút luôn, em còn để đi đó, chưa có chỉnh sửa lại được nữa. Đó, cô chú anh chị nào mà ở trong thành á, ghé qua bên vườn em nha, ghé qua bên vườn em để giao lưu được những cái cây to, và hoặc là mình xem những cây nào á, mình muốn chốt, muốn mua cây nào đó, nó rất là ưng ý nha, vừa ý vừa mắt của mình, và giá là cực kỳ hợp lý nha. Đó, con dở cái ta tán lên cho thấy cái cốt cây trong. Đó, những cây này to lắm nha cô chú anh chị. Đó. À, nó ra ngoài đây nè, nó ra ngoài cái mầm hoài nè, em đang tạo một cây nè cô chú anh chị, tạo một cây lắc lượng ngoài đây nè. Đó. Đó là nhộng, đứng lên nữa.
đó em cũng có một số lượng nha cô chú anh chị, và còn một số cây như thế này đây em cũng chưa có lên clip nè, những cái cây mà tầm cao khoảng cỡ 1 mét á, hơn 1 mét nha cô chú anh chị, em cũng có nha. Đó, như cây này nữa nè, cây này sẽ chờ clip sau em sẽ quay cho cô chú anh chị. Dường như là tre ở đâu em cũng đem về hết nha, cứ có em bứng được cây đẹp là em đem về vườn nha. Rồi em sẽ vô trong cái sân của em nha cô chú anh chị, vô trong cái sân của em cũng còn mới cho cô chú anh chị mình xem nha. Nguyên một khu vườn toàn là tre không nha. Đây cái củ tre hòn non bộ của em nè, hôm nay đã thành công nha cô chú anh chị, đã lên khủng khiếp nha. Cái này là phải nói là cái củ tre mà thành cái hòn non bộ luôn nha cô chú anh chị, nó rất là khủng khiếp nha. Nó già lắm luôn nha, nhưng mà những cái già này như vậy chứ không có chết nha cô chú anh chị. Quay sơ cho cô chú anh chị xem những cái gốc tre khủng của vườn á. Những cái này á em sẽ phối, mai mốt em phối hình đó, rồi nếu mà có tiền may mắn em bán được, có tiền được đó, em sẽ làm đầu tư một cái chậu cho thiệt đẹp nha. Để lên một cái cây này rất là vip nha cô chú anh chị. Hôm nay đã ra mầm rất là cao, có mầm là lên cả mét luôn rồi đó, vượt lên cả mét luôn á. Nhưng mà mấy mầm đó mai mốt em sẽ cắt hết, em sẽ làm những cái cụm rừng nhỏ nhỏ nhỏ, cũng như là nguyên một cái hòn non bộ như một cái núi gì đó cô chú anh chị. Là cây cối nó lên chi chít trên núi nha. Rồi có một số này nữa nè, em cũng đang tạo hình nha. Rồi cây này cây tre gai nè, đang uống cái hình lấy nguyên cái nhánh tròn luôn nha. Đó. Nhánh tròn do luôn, hình bán nguyệt luôn nha cô chú anh chị. Tàn đang lên mà này, những cây này chưa có thể clip sau em mới lên nha. Và những cây này nữa nè, những cái đeo tre nè. Đó. Những cái đeo tre này cô chú anh chị. Những cái đeo tre này là vài triệu hết nha cô chú anh chị. Tại cây rất là khỏe. Hình cây rất là hay, rất là đẹp nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi clip. Cảm ơn những anh em đã ủng hộ, cô chú đã ủng hộ nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân thời gian qua. Và những cô chú anh chị đã đăng ký kênh. Chúc cô chú anh chị xem clip vui vẻ, nhiều sức khỏe. Và ngày cuối tuần tràn đầy năng lượng nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.